Đấy là vườn. It is Zen Garden. The Vietnamese Zen Garden. Integrated everything. This is Uncle Russia. Đây nè, thấy không, tất cả hệ thống mộng nhé, đục mộng nè, ha, và đóng cái bát nè, đây xử lý cái trần là phải đánh mình cho một lớp bạc ni lên cái những cái tấm ván ép cho nó đẹp nè, mà những cái thanh đà nè, 30 độ nè. Đó. Và cái góc này nè. Sửa cái góc cho nó đơn giản và sạch sẽ nè. Đó. Và nhớ là phải có cái một lớp tôn ở dưới để thôi lâu ngày cái shingle nó sẽ bị móc đi. Nó sẽ bị độ nắng nhiệt và nó sẽ gãy. Móc đi cái độ cong vút của nó lên. Không ai cho làm việc nhà nghe đi lên chơi mà. Ha. Thấy rõ nha. Cái trần nhà là một cái công trình nghệ thuật, cái trần chứ không phải đơn giản là cái trần. Russia, it is beautiful, Russia. Beautiful, come see right here. Come see. Look. Wow.